gia nhập đường đua rating phim tháng 5, ông Hoàng phim truyền hình Thái Lan sẽ gửi đến khán giả 3 bộ phim truyền hình đặc sắc. Tin chắc rằng những cái tên đặc sắc này sẽ oanh tạc màn ảnh nhỏ phim Thái. Hãy cùng xem 3 phim nặng ký trên đường đua rating mà TV7 mang đến cho người xem là gì nhé. Đầu tiên là bộ phim Kathasai. Với sự tham gia của Banh Athit và Pope Kesasin, bộ phim hành động tiền kiếp, tình cảm Kathasai sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2021. Như các khán giả lâu năm của phim Thái cũng biết, thể loại phim hành động là lợi thế và là thế mạnh của Đài 7 mà khó có nhà đài nào qua mặt được. Cũng chính vì vậy, Kathasin sẽ là một đối thủ lớn của các bộ phim khác cùng giờ phát sóng về mặt rating. Thủ vai chính của phim là hai diễn viên trẻ đang lên của nhà đài. Trước đó cả hai từng gây ấn tượng mạnh với khán giả với những vai diễn đầu tay. Kathasai được kỳ vọng sẽ đem tên tuổi của hai diễn viên chính đi xa hơn, khẳng định cho đứng vững chắc trong lòng khán giả. Bộ phim này sẽ phát sóng vào thứ hai, thứ ba sau khi bộ phim Front Pisara kết thúc. Bộ phim tiếp theo là bộ phim La Hong Klin Chan. Với sự diễn xuất của Thana Wasiyiga và Túc Thim Ayarin, Brung Hong Kim Chan dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. Bộ phim sắp tới sẽ có khung giờ thứ tư, thứ năm hàng tuần, nối tiếp bộ phim hiện tại Khúc Đa. Phim kể về Rarup, Túc Thim Anayin thủ vai, một nữ điều tra viên được chuyển đến quê hương nhỏ của cô để điều tra vụ giết người của Chanarup, người đã bị sát hại và chôn dưới gốc cây Chanpo. Ở đó, cô gặp bác sĩ pháp y của khu vực, người mặc dù thích nghi ngờ trí thông minh của cô nhưng cũng hợp tác với cô để tìm ra kẻ sát nhân. Cùng với họ là Chi Chai, một trung úy trẻ đẹp trai, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, khó khăn lớn của trường hợp này là càng tìm kiếm sâu, sương mù càng dày đặc, khiến việc điều tra trở nên gian nan. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Palcon. Kem Hussawe sẽ trở lại đường đua rating cùng bộ phim Palcon mà anh ấy đóng cặp cùng với Chatun Natcha. Bộ phim truyền hình hành động mới này sẽ phát sóng vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, sau khi bộ phim trước đó Talay Durang kết thúc phát sóng. Phim bắt đầu khởi quay vào tháng 6 năm 2020 và đến nay đã chính thức đóng máy. Nam chính của phim là một gương mặt vô cùng quen thuộc với mọi phim Thái, tuy nhiên nữ chính Procon là cái tên khá mới mẻ. Cô chỉ vừa mới gia nhập kênh 7, nằm trong dàn diễn viên New Face của công ty. Chính vì vậy, vai nữ chính đầu tiên trong phim truyền hình Khung Giờ Vàng là một thách thức không hề nhỏ cho nữ diễn viên sinh năm 1996 này. Như vậy, trong tháng 5 này, Đài 7 sẽ cho ra mắt cùng lúc 3 bộ phim thế mạnh về hành động, điều tra tâm lý để phục vụ khán giả xem truyền hình. Còn chần chờ gì nữa mà không lưu lại lịch chiếu để theo dõi ngay thôi.